Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Như anh chị thấy hiện nay thì cái công nghệ 4.0 đang phát triển rất là mạnh. Kèm theo đó là những cái thiết bị thông minh ra đời nhằm phục vụ cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay công ty Vitech chúng em xin giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị một thiết bị thông minh có tên gọi là máy phiên dịch hoặc là bút phiên dịch anh chị nhé. Anh chị có thể đặt tên cho nó tùy theo ý muốn của mình. Riêng về dòng sản phẩm này thì em có hai tông màu, đó là tông màu đen và tông màu trắng. Thiết bị này là thiết bị cải tiến bậc nhất của năm 2024. Trong năm 2023 em đã bán được hơn 10.000 sản phẩm này đến tay khách hàng. Bởi vì nó đã giúp cho những anh chị nào mà đang còn chập chững về cái việc là nói chuyện với người nước ngoài này, hoặc là mình đi công tác, mình đi giao dịch, mình đi làm việc tại các nước ở trên toàn cầu mà cái phần ngôn ngữ là phần rào cản, nó rất là khó khăn trong công việc, thì cái chiếc máy này nó đã giải quyết được rất là nhiều anh chị nhé. Vậy thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ có những cái tính năng ưu việt như thế nào? Thì xin mời toàn thể quý anh chị cùng bắt đầu video và khám phá về cái thiết bị, đó chính là máy phiên dịch này anh chị nhé. Thì khi mà anh chị mua hàng của bên Vitech chúng em thì riêng về phần bảo hành thì em bảo hành phần mềm đó là trọn đời, còn phần cứng thì em bảo hành 1 năm anh chị nhé. Đấy, thời gian bảo hành nó rất là tốt. Thì khi mà anh chị mua hàng ấy thì bên nhà em sẽ đóng hộp rất là cẩn thận, rất là chuẩn chỉ, và mở hộp sản phẩm ra thì điều đầu tiên anh chị sẽ nhận được đó là một thân máy. Đây chính là máy của bên nhà em. Bên đằng sau lưng nó sẽ có là logo thương hiệu Vitech chính hãng anh chị nhé. Anh chị quan sát giúp em này. Đấy, hàng chính hãng nó sẽ có logo thương hiệu độc quyền. Đấy, tiếp theo mà mở hộp sản phẩm ra thì anh chị sẽ nhận được thêm những cái linh kiện phụ kiện khác. Đấy, như là đây, anh chị quan sát giúp em này, giấy hướng dẫn sử dụng này, một cái bao da, một cái bao silicone dùng để anh chị bọc máy. Đấy, trường hợp là tránh máy bị chảy xước cũng như là rơi vỡ anh chị nhé. Một miếng kính dán màn hình này, một dây cáp sạc đầy đủ thì anh chị sẽ nhận được như vậy. Và khi nhận hàng thì mình có quyền kiểm tra và test thử tại chỗ anh chị nhé. Thì chiếc máy này ấy, về cái kích thước thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy, nên là anh chị có thể cầm đi cơ động, để ở trong túi sách hoặc là để ở trong túi quần. Đấy, mình có thể mang đi rất là cơ động, và bất kỳ một lúc nào đấy mình cần dùng thì mình có thể mang ra và sử dụng được ngay. Dòng này thì sử dụng pin sạc anh chị nhé, sử dụng pin sạc. Và khi mà máy được sạc đầy, nó có thể sử dụng xuyên suốt là 12 tiếng liên tục anh chị ạ. Đấy, về cái hình dáng bên ngoài nó cũng không khác gì cái điện thoại di động cả. Đấy, thì bên ngoài của máy thì anh chị đầu tiên khi mà muốn sử dụng được ấy, anh chị sẽ bấm vào nút nguồn cho em nhé. Đây là nút nguồn của máy này. Vậy và khi mà máy bật nguồn lên thì bên trong sẽ là ngôn ngữ của tiếng Việt, rất là dễ sử dụng. Đấy, nên là mình có là nam là nữ, có tuổi hay là nhiều tuổi, đấy, trẻ nhỏ. Đấy, các bạn mà sử dụng thì cũng rất là tiện ích, bởi vì nó là tiếng Việt anh chị nhé. Thì cái máy này ấy, khi mà anh chị sử dụng kết nối mạng nhé, anh chị lưu ý giúp em là khi mà anh chị sử dụng kết nối mạng thì máy có thể phiên dịch được là 136 ngôn ngữ trên toàn cầu, 136 ngôn ngữ anh chị nhé, rất nhiều. Dù là anh chị có đi đến bất kỳ quốc gia nào đấy, thì đều có thể sử dụng được chiếc máy phiên dịch này đấy, 136 ngôn ngữ. Còn nếu mà trường hợp anh chị đến một nơi nào đó mà mình không có wifi, mình không kết nối được đấy, mình vừa mới sang bên đất nước các bạn, mình chưa có biết gì về wifi ở bên đấy, thì mình vẫn có thể phiên dịch được 17 ngôn ngữ anh chị ạ. Đấy, nên là mình đi ra ngoài đường, mình gặp người địa phương, mình có thể hỏi han hoặc là mình có thể trò chuyện được rất bình thường khi mà anh chị có được cái chiếc máy này. Đấy, anh chị có thể quan sát giúp em này. Thì cái chiếc máy này á, nó có cái chức năng đầu tiên đó là phần dịch thuật, tức là phần dịch giọng nói, mình có thể dịch trực tiếp. Cái thứ hai, anh chị quan sát ở bên dưới này giúp em này, đây là phần dịch văn bản anh chị nhá. Khi mà anh chị muốn dịch văn bản thì anh chị sẽ quét lên cái bề mặt văn bản là máy nó sẽ phiên dịch và hiển thị trực tiếp cũng như là đọc cho anh chị cùng xem. Và cái thứ ba đó là phiên dịch về ảnh, tức là khi mà anh chị nhìn thấy biển báo này, hình ảnh có chữ nước ngoài mà mình không hiểu, mình có thể chụp ảnh. Đây chính là phần camera của máy này. Đấy, mình chụp ảnh lên thì máy cũng sẽ phiên dịch được cho anh chị. Và bây giờ không để anh chị chờ lâu thì em sẽ đi vào và phiên dịch thử luôn để cho anh chị cùng xem về cái chất lượng dịch của chiếc máy này nó như thế nào anh chị nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có phần dịch thuật và dịch ngoại tuyến. Dịch ngoại tuyến tức là mình không kết nối wifi, còn khi mà mình vào phần dịch thuật này, nó có nghĩa là kết nối wifi anh chị nhá. Thì bây giờ em sẽ vào để test thử cho anh chị cùng xem này. Khi mà anh chị bấm vào phần dịch thuật này, ở bên trong nó sẽ có cái ngôn ngữ mà mình nói, nó sẽ là tiếng Việt Nam này này. Đây là tiếng Việt Nam. Còn ngôn ngữ dịch nó sẽ là tiếng Anh. Nếu mà anh chị muốn chuyển ngôn ngữ thì mình bấm vào và mình có thể chọn bất kỳ loại ngôn ngữ nào anh chị nhá. 136 ngôn ngữ, rất nhiều luôn. Đấy, anh chị có đi đến bất kỳ quốc gia nào thì mình đều có thể sử dụng được máy này anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ nói từ tiếng Việt dịch sang tiếng Anh nhá. Một trong những cái ngôn ngữ rất là phổ thông này,
Bây giờ em sẽ dịch cho anh chị cùng xem. Khi mà mình dịch thì mình sẽ giữ tay vào cái hình micro này, bởi vì là anh chị nhìn này, đây là cái chữ tiếng Việt này, nó là màu cam, thì mình sẽ bấm vào nút màu cam này. Em sẽ dịch cho anh chị cùng xem nhé. Xin chào, chúng tôi là công ty phần mềm Vitec, chuyên sản xuất máy phiên dịch chất lượng tốt nhất trên toàn cầu. Đây anh chị. Đấy anh chị nhìn quan sát này. Đấy nó dịch rất là chuẩn anh chị nhá. Đấy anh chị muốn nghe lại thì mình có thể bấm vào đây. Đấy máy có thể đọc lại cho anh chị cùng xem. Đấy bây giờ em sẽ nói một câu khác anh chị nhá. Đấy mình vào đây mình phần xóa hết này. Em sẽ nói một câu khác này. Sau khi sử dụng máy phiên dịch này, tôi đã rất tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài. Đấy anh chị quan sát này, máy dù là dịch câu ngắn hay là dịch câu dài, máy dịch vẫn là chuẩn anh chị nhá. Rồi em sẽ nói một câu tiếp theo nữa này, để cho anh chị cùng xem này. Xin chào, tôi là người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản. Con người, văn hóa và phong cảnh ở đây thật tuyệt vời. Hello, I'm Vietnamese. This is my first time to Japan. The culture, people and scenery here are amazing. Đấy, anh chị quan sát nhá. Đấy, nó dịch rất là tốt anh chị nhá. Thì bây giờ em thử chuyển đổi sang cái ngôn ngữ tiếng Nhật để xem nó dịch có chuẩn hay không anh chị nhá. Em sẽ chuyển đổi ngôn ngữ này. Em sẽ tìm là tiếng Nhật Bản này. Đấy. Thì bây giờ em sẽ dịch tiếp tục từ tiếng Việt sang tiếng Nhật Bản. Đấy, những bạn nào mà đang có ý định nhà mình cái tiếng Nhật của mình chưa tốt, nhưng mình đã có lịch bay sang bên nước bạn để du học này, mới chập chững sang này, có thể đem theo chiếc máy này để mình có thể trò chuyện với người địa phương được anh chị nhá. Bây giờ em sẽ thử luôn này. Xin chào, tôi là người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản. Con người, văn hóa và phong cảnh ở đây thật tuyệt vời. Đấy anh chị quan sát nhé, máy dịch rất nhanh, rất chuẩn luôn. Mà muốn nghe lại thì mình có thể bấm và mình nghe lại được. Đấy, nên là anh chị yên tâm là khi mà có cái máy này mình dịch nó rất là ok luôn anh chị nhé. Mình có thể sử dụng bất kỳ một đất nước nào hoặc tại thời điểm nào, dù có mạng hay không có mạng mình vẫn dùng được anh chị nhá. Đấy, còn khi mà ví dụ như anh chị là người nước ngoài chẳng hạn mà mình muốn chuyển đổi sang tiếng Việt thì mình có thể giữ cái mic bên này, tức là mình nói tiếng của mình và mình muốn dịch sang cái ngôn ngữ của tiếng Việt này, mình có thể tùy chọn ở trên này anh chị nhá. Đấy thì qua một vài những cái giới thiệu về chiếc máy Vitec có cái tính năng đó là phiên dịch ngôn ngữ. Đấy, rất là nhiều ngôn ngữ ở trên toàn cầu. Thì anh chị nào mà đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, mà anh chị thường xuyên như anh chị đi công tác nước ngoài này, anh chị thường xuyên giao dịch với người nước ngoài này, hoặc là anh chị muốn kiểm tra chính cái thực lực học tiếng Anh của mình, học tiếng nước ngoài của mình, hoặc anh chị muốn kiểm tra về chất lượng học hành của con cái mình, muốn xem con cái phát âm có tốt hay không, đấy thì anh chị có thể sở hữu ngay một cái thiết bị này. Đấy, đây chính là máy phiên dịch hoặc là bút phiên dịch của hãng Vitec chính hãng anh chị nhé. Anh chị nào quan tâm đến dòng sản phẩm này hãy liên hệ trực tiếp đến hotline công ty em. Bên nhà em sẽ có đội ngũ tư vấn cho anh chị. Đấy, về phần bảo hành thì em bảo hành phần mềm là trọn đời, còn phần cứng là bảo hành 1 năm. Đấy, chính sách bảo hành rất là tốt. Đấy, anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp đến bên nhà em anh chị nhé. Và nếu anh chị nào thấy video này hay thì hãy chia sẻ trực tiếp cho bạn bè, người thân cũng như là mọi người. Em cảm ơn toàn thể quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video này.